MC xin kính chào quý vị khán giả. Rất vui được đồng hành cùng quý vị khán giả trong thời lượng bản tin 24 giờ ngày hôm nay. Bản tin cập nhật những tin tức nóng nhất mang đến cho quý vị. Sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những điểm tin chính có trong chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, mưa lớn ở Trung Quốc đã ảnh hưởng tới hơn 60.000 người dân ở tỉnh Tứ Xuyên, phía tây nam của đất nước này. Theo báo China Daily thông tin, mưa lớn trút xuống lưu vực phía tây Tứ Xuyên và phần phía đông của khu vực cao nguyên ở phía tây Tứ Xuyên trong 2 ngày qua. Mưa liên tục đã khiến 31 con sông trên địa bàn vượt quá mức báo động, đất nông nghiệp, giao thông, thủy lợi và các cơ sở hạ tầng khác ở nhiều vùng của tỉnh Tứ Xuyên bị thiệt hại ở nhiều cấp độ khác nhau. Trong khi đó, ở thủ phủ thành đô của tỉnh và các thành phố Đức Dương, Miên Dương, những trận mưa như chút nước khiến khoảng 60.000 người dân Tứ Xuyên phải sơ tán. Theo Trung tâm Kiểm soát Lũ lụt và Cứu trợ hạn hán của Tứ Xuyên, tối ngày Chủ nhật chưa có ghi nhận thiệt hại về người. Tại đây, cơ quan khí tượng tỉnh Tứ Xuyên đã phát đi cảnh báo mưa lũ màu vàng từ 16 giờ ngày thứ Bảy trước khi ứng phó khẩn cấp để kiểm soát lũ lụt cấp 3 được phát đi. Trung Quốc có hệ thống ứng phó khẩn cấp 4 cấp để kiểm soát lũ, với cấp 1 là cấp nguy hiểm nhất. Trước đó, hôm ngày thứ Bảy, Trung tâm Khí tượng Quốc gia của Trung Quốc gia hạn cảnh báo màu vàng với mưa lũ ở một số tỉnh và khu vực cho tới tối Chủ nhật. Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc cho biết, tới tối ngày Chủ nhật, những cơn mưa lớn sẽ ảnh hưởng tới nhiều vùng ở Cam Túc, Ninh Hạ, Thiểm Tây, Sơn Tây, Hà Bắc, Liêu Ninh, Vân Nam, Quảng Tây và lưu vực Tứ Xuyên. Theo dự báo thời tiết, một số khu vực có khả năng có lượng mưa lên tới 70mm mỗi giờ, kèm theo dông lốc và gió giật mạnh. Bộ Thủy lợi và Cơ quan Khí tượng Trung Quốc đã phát cảnh báo lũ lụt màu vàng hôm thứ Bảy cho các vùng thuộc Tứ Xuyên, Thiểm Tây và Cam Túc trong vòng 24 giờ. Giới chức địa phương được khuyến cáo đề cao cảnh giác trước nguy cơ lũ lụt, sạt lở bùn đất, đồng thời tạm dừng các hoạt động ngoài trời và các khu vực dễ bị thiên tai. Trung Quốc có hệ thống cảnh báo thời tiết 4 cấp được mã hóa theo màu sắc, với màu đỏ là nghiêm trọng nhất, tiếp theo là cam, vàng và xanh. Thưa quý vị, sau trận lũ số 4 hình thành trên sông Trường Giang, hay còn gọi là sông Trường Tử của Trung Quốc, đập chứa nước Tam Hiệp đã phải gánh chịu lưu lượng đỉnh lũ lớn nhất kể từ đầu năm cho đến nay. Cụ thể, lưu lượng đổ nước vào đập chứa nước Tam Hiệp trên dòng chính của thượng nguồn sông Trường Giang lên tới 60.000 mét khối trên giây. Thông tin từ cuộc họp về tình hình mưa lũ hiện nay ở Trung Quốc của Bộ Thủy lợi, nước này đã tổ chức vào ngày thứ Bảy tuần qua, lúc 8 giờ cùng ngày giờ địa phương, lưu lượng đỉnh lũ đổ vào đập chứa nước Tam Hiệp trên dòng chính của thượng lưu sông Trường Giang lên tới 62.000 mét khối trên giây. Đây là lượng nước lũ đổ về đập lớn nhất kể từ đầu năm tới nay. Mức đỉnh trước đó được thiết lập trong trận lũ số 2 với lưu lượng nước đạt 61.000 mét khối trên giây. Mực nước của nhiều sông hồ ở thượng và trung lưu sông Trường Giang cũng như lưu vực sông Hoài đã vượt mức báo động. Trong đó đáng chú ý, sông Nghi Hà trên lưu vực sông Hoài đã xảy ra đợt lũ lớn nhất kể từ năm 1960 đến nay. Lưu lượng đỉnh lũ đổ vào trạm thủy văn trên sông này có thời điểm vượt mức báo động và đứng thứ 3 trong lịch sử tính từ thời điểm các số liệu ghi chép lũ về năm 1950. Cũng trong ngày thứ Bảy, khu vực bồn địa Tứ Xuyên và các tỉnh Cam Túc, Thiểm Tây, Sơn Đông, Sơn Tây, Liêu Ninh của Trung Quốc đã xảy ra mưa lớn, mưa to đến rất to. Trong đó, riêng tỉnh Tứ Xuyên có nơi lượng mưa lên đến 550 và 634mm. Dự báo từ nay đến cuối tuần, nhiều khu vực ở bồn địa Tứ Xuyên, khu vực phía Bắc và Đông Bắc nước này vẫn tiếp tục có mưa, có nơi mưa rất to. Theo dự báo, một trận lũ mới sẽ xảy ra tại vùng thượng lưu sông Trường Giang trong vài ngày sắp tới. Và trước diễn biến này, thì Bộ Thủy lợi Trung Quốc đã kêu gọi nỗ lực lớn trong việc kiểm soát lũ lụt cho hồ chứa Tam Hiệp và thượng nguồn con sông này. Hôm Chủ nhật, Tân Hoa Xã đã cho hay trong 3 ngày tới, dự báo sẽ có mưa lớn ở khu vực Tây Nam Trung Quốc, Tây Bắc Trung Quốc, miền Bắc Trung Quốc và Đông Bắc Trung Quốc cùng các khu vực khác. Bộ trưởng Bộ Thủy lợi Dinh Vinh yêu cầu cần phải có những nỗ lực lớn hơn nữa trong việc phòng chống lũ lụt cho hồ chứa đập Tam Hiệp và các hồ chứa ở thượng nguồn sông Trường Giang. Cùng với đó, các biện pháp đối phó với lượng mưa ở Đông Bắc Trung Quốc và lũ lụt ở lưu vực sông Hoàng Hà và sông Vị Hà cần được thực hiện. Trung Quốc đang tiến hành thử tiếp cận một cách chống lũ mới khi đập Tam Hiệp không thể gánh hết lũ sông Trường Giang trong nhiều thế kỷ. Phương pháp Trung Quốc dùng để chế ngự những con sông ngỗ ngược là cố gắng kiềm chế chúng bằng đê đập và kênh rạch, khiến núi cao phải cúi đầu, biển phải nhường đường, như lời Chủ tịch Mao Trạch Đông đã nói. Theo Bloomberg, Trung tâm Khí tượng Quốc gia của Trung Quốc có hồ sơ về thảm họa thiên nhiên cách đây 500 năm và hầu hết
trong số đó đều có một trận lụt lớn. Tuy nhiên, các dòng sông tiếp tục bị ngập lụt và quá trình đô thị hóa nhanh chóng của Trung Quốc đã khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Vùng đồng bằng ngập lụt trước đây đã trở thành nhà ở và nhà máy, được bảo vệ bởi những bờ đê bao quanh ngày càng cao. Vì vậy, chính phủ Trung Quốc đang thử một cách tiếp cận mới ở rìa đông bắc của Trùng Khánh, xung quanh trung tâm triển lãm quốc tế mới khổng lồ, quận Gia Lai, được thiết kế một thành phố vọt biển. Các thành phố của Trung Quốc ngập lụt một phần do phần lớn diện tích đất giữ nước từng hấp thụ lượng mưa, đồng cỏ, rừng cây và hồ bị lát đá, buộc nước mưa chảy thẳng vào hệ thống thoát nước, trong khi hệ thống thoát nước lỗi thời hoặc được xây dựng kém chất lượng đã không còn khả năng ứng phó. Sáng kiến thành phố vọt biển được đưa ra vào năm 2015 là một nỗ lực để đảo ngược điều đó, hấp thụ lượng mưa lớn và thải từ từ xuống sông và các hồ chứa, sử dụng các cấu trúc đặc trưng như vườn cây trên mái nhà, công viên, đất ngập nước tuyệt đẹp, vỉa hè thấm nước và bể chứa ngầm. Kế hoạch cuối cùng là hấp thụ hoặc tái sử dụng 70% lượng nước mưa rơi xuống bồn. 4/5 diện tích đất đô thị ở Trung Quốc rơi xuống 4/5 diện tích đất đô thị ở Trung Quốc. Du Công Gian, giáo sư kiến trúc cảnh quan tại Đại học Bắc Kinh cho biết, chúng ta cần trả lại không gian cho nước. Chúng ta nên coi nước như một nguồn tài nguyên quý giá, không phải là kẻ thù của chúng ta. Gia Lai là một trong những địa điểm thí điểm được chính phủ trung ương phê duyệt. Công viên trung tâm triển lãm được đặt thấp hơn mặt đất xung quanh để thu hút nước mưa, được lọc bởi các lớp thực vật thủy sinh. Mưa rơi xuống, các mái nhà được chuyển hướng sang các công viên gần đó. Vỉa hè được làm bằng chất liệu thấm nước. Đây có vẻ là một dấu hiệu tích cực cho Trùng Khánh. Thành phố được xây dựng giữa những ngọn núi, nơi hai con sông lớn Gia Lăng và sông Trường Giang gặp nhau, vốn đã chi nhiều tiền nhất cho việc ngăn chặn lũ lụt. Các chiến lược kinh tế và môi trường lớn do chính phủ trung ương Trung Quốc chỉ đạo có xu hướng bị lợi dụng để tham nhũng khi chúng xuống đến cấp chính quyền địa phương. Theo Bloomberg, các quan chức tỉnh và các công ty sử dụng sự chứng thực chính trị và tiền của chính phủ để theo đuổi các chương trình nghị sự của riêng họ. Gần khách sạn 5 sao Wyndham ở Gia Lai, máy ủi và cần cầu san phẳng vùng đất trước đây là những ngọn đồi phủ đầy cây cối. Một trong hàng chục dự án phát triển mới ở các thị trấn mới đã được mọc lên ở các vùng ven của Trùng Khánh. Du, một tài xế taxi ở Trùng Khánh cho biết, các nhà đầu tư chặt rừng và phá cỏ, xây nhà và sau đó trồng cây trang trí để nó trở thành một thành phố vọt biển, và họ kiếm được rất nhiều tiền. Và sau khi đã tiêu hết tiền và xây dựng những công trình mới, thường sẽ có rất ít động lực để duy trì chương trình ban đầu. Một trong những dự án vọt biển đầu tiên của July, một khu vườn thu gom nước mưa đang ngập rác và cỏ hoang đã mọc um tùm nhanh hơn cả những loại cây được thiết kế để lọc nước mưa. Tuy nhiên, thành phố vọt biển sáng kiến chống lũ mới của Trung Quốc là một dấu hiệu cho thấy Trung Quốc đang thay đổi và người dân ngày càng ít chấp nhận sự phát triển bằng mọi giá. Kính thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo. Những điểm tin chính vừa rồi đã kết thúc thời lượng của chúng tôi ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.